À, chưa nghe được á chị chưa mở mic đó chị. Chị giơ tay lên đi, ban tổ chức mở mic cho chị. Đâu rồi? Rồi, ok, em đã nghe rõ rồi. Nghe chưa vậy? Đây rồi. Rồi, lời đầu tiên em xin chào cả nhà buổi tối cùng nhiều năng lượng nha. Em xin tự giới thiệu, em tên họ và tên đầy đủ là Hồ Như Tuyết. Em 48 tuổi, công việc hiện tại của em là giáo viên cấp 2. Rất vui hôm nay đã gặp gỡ được mọi người trong buổi tối hôm nay ạ. Và cảm ơn ban tổ chức đã cho cơ hội mình chia sẻ tối hôm nay ạ. Mình đến với âm quay thì cũng là một cái dịp mà mình bị đau răng á mọi người. Khi đó mình hồi hồi nhỏ thì mình kiểu mình không biết cách chà răng nên như thế là bị mòn răng. Và khi mà mình đến nha sĩ thì nha sĩ lúc đó là mình bị ê răng, mình không uống nước đá và mình không uống nước nóng được. Thì nha sĩ nói là mình có cái cách tốt nhất là mình không uống những cái thứ đó, đó thì nó sẽ không ê răng nữa thôi. Rồi một ngày nói chung là cũng có duyên với lãnh đạo My, ai My á. Thì lãnh đạo ai My nói đâu chị ba xài thử cái kem đánh răng của ông ai thử như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ thì chắc cũng như bao kem đánh răng khác thôi. Mình không ngờ là khi mình xài là thì mình cái ê buốt của mình á nó hết hồi nào mình không hay luôn. Rồi sau đó mình uống nước đá dần 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 từ được luôn. Mà hiện tại á là mình vẫn uống nước đá và nước nóng bình thường. Nó răng mình đã giảm rất là nhiều. Hình như là giờ mình uống bình thường luôn rồi mọi người. Nó răng mình không còn ê buốt nữa. Và thông thường thì mình 6 tháng á, là mình đi nha sĩ một lần mình cạo vôi răng á. Thì nay 2 năm rồi. Phải nói là mình không tốn tiền về cái việc cạo vôi răng nữa mọi người. Nó lấy mảng bám trong răng của mình rất là hay. Vì thế mình thấy cái Lister mình rất là tuyệt vời. Đó là một sản phẩm đầu tiên mà mình xài. Rồi sau này á, là mình xài tiếp nữa. Trong khi đó là mình bị đĩa đệm cổ, cổ, vai, gáy, cột sống lưng. Và không phải bao nhiêu đó đâu. Cái đó là mình cái bệnh mà bệnh nặng nhất của mình á. Còn còn mình những bệnh mà nhẹ nhẹ thì mình của mình nữa là chuột rút nè. Rồi tim bị co bóp nè, thần kinh liên sườn nè. Đó, mấy cái bệnh mà gọi mình nó lặt vặt, cái nghĩa là nhỏ hơn là cái địa điểm là nó gây cho mình rất là phiền toái về việc mà chạy xe Honda. Chạy chừng khoảng 5 km thôi là mình tay mình tê rồi, tê buốt. Tại vì cái cổ mình địa điểm bị chèn ép á là xuống tay, vai. Như thế á khi mà chạy xe á rất là khó khăn. Trong đó khi đó thì mình cũng đi điều trị rất là nhiều nơi, đi bệnh viện. Rồi nói chung là nhiều bệnh viện lắm, toàn là bệnh viện Sài Gòn lớn không, sau này rồi không hết rồi cái thôi mình thấy năm rồi á, mình rảnh rảnh cái hè cái đi đi chăm cứu rồi đi chích thuốc giảm đau luôn, là ở gần nhất á, là bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu, là mình phải đi hàng ngày về hàng ngày để chích thuốc á, thì phải nhờ một người nào đó chở mình đi, tại tính tranh thủ hè nên vì thế á, là tranh thủ trong 3 tháng hè để mình trị bệnh, vừa chích thuốc vừa chăm cứu rồi còn tập vật lý trị liệu nữa. Nói chung là mình làm hết cách để trong 3 tháng hè mình giảm đau được. Nói chung là mình mong muốn hết bệnh rất là nhiều. Rồi khoảng thời gian gần hết 3 tháng thì mình cũng không thấy thuyên chuyển gì hết. Rồi cũng phước, cũng có báo lắm, phước báo nhiều lắm, thì cũng gặp lãnh đạo My rồi khuyên rồi động viên rồi lãnh đạo Tình rồi lãnh đạo Bình nữa. Nói chung là ba ba lãnh đạo này rất là dụng tâm. Ban đầu thì mình không có nghĩ đâu, mình không có nghĩ là không có hết đâu, chỉ thực phẩm bổ sung thôi mà sao mà hết được nó. Rồi cái thôi cái ngày mà khai trương cái center ở Tây Ninh thì mình mới bắt đầu mình quyết định là mình thử thôi mọi người. Không ngờ thì thầm 1,5 tháng thôi sau khi mình dùng sản phẩm, mình dùng full luôn đúng điều đủ thì chuột rút của mình không 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 biết từ đâu bay bay mất tiêu thì mình không còn nghe nữa. Bình thường lâu lâu thì mình ngủ mình cũng ưa giật mình lắm, bây giờ là không còn nữa. Rồi khoảng chừng 3 tháng đến 4 tháng thì
cái tim mà một lần mà lâu lâu nó co bóp một cái là mà nó giật mình luôn á, rồi biến mất luôn đó. Rồi thần kinh liên sườn là 7 tháng nay mình dùng thuốc, là nay là bắt đầu vô là tháng thứ 8, là 7 tháng nay á, thần kinh liên sườn của mình là mình không còn nghe đau nữa. Mỗi lần là mình ngồi xuống đứng dậy rất là khó khăn đó, phải có người đỡ dậy nữa đó. Mình uống sau thì khoảng 3-4 tháng là mấy cái lặt vặt nhỏ nhỏ đó hết. Rồi đến thứ 6 là cái phần cổ của mình, có nghĩa là từ tháng thứ 4 trở đi á, thì cái cổ có nghe nhẹ, và cái tay với cái vai nó cũng nhẹ đi. Bắt đầu là sang tháng thứ 6 là thấy chuyển biến rất nhiều, rất rõ rệt luôn, là cái triệu chứng á, mà y như mà con voi mà nó nhúc 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 trong cơ thể mình đó mọi người, trên vai của mình á, là như nó mất đến nỗi mà lâu thật là lâu mình mới nghe lại một lần. Còn bình thường là nó chạy cho thần kinh nó chạy nhúc nhích cái thật luôn, mình chịu không nổi luôn á. Rồi đến đến thứ 6 thì uống hết, sáng thứ 6 là mình cảm thấy mình khỏe đến nỗi mà mọi người có thường đi lên đỉnh núi không, mà mình hắm leo lên đỉnh núi luôn. Trong khi đó mình bị đau xương khớp, rồi mình còn đăng ký chạy 21 cây số nữa mọi người, chạy bộ nha, chạy bộ mà mình có thể làm thực hiện được. Bình thường thì mình không thể nào mà chạy giỏi gì vậy đâu, mà vừa rồi mình chạy marathon 21 cây, mình phải nói là mình thán phục mình luôn. Mình nhờ dinh dưỡng uống hàng ngày, cơ cơ thể mình nó khỏe lên hàng ngày, mà mình thấy khi mà chạy xong 21 mình khỏe, mình y như chưa từng chạy vậy mọi người. Mình không nghĩ ra luôn, mà mình phải nói là mình còn nói xong không lẽ tôi quỳ xuống tôi lại tôi luôn. Thật sự là mình khỏe mà đến nỗi mình hết hồn, mình không bao giờ mình nghĩ là mình chạy 21 cây mà mình khỏe đến vậy luôn. Thì mình mới thấy đúng là mình tìm được thầy rồi, có nghĩa là thầy chữa bệnh cho mình. Mình cũng mượn đôi bàn tay của quý vị, hãy cho những cái sản phẩm Nutrilite một tràng like giùm em đi ạ. Dạ, em cũng cảm ơn những lãnh đạo đã dụng tâm với em, là lãnh đạo My nè, lãnh đạo Tình, lãnh đạo Bình, cho tràng like thật dài, tràng tim thật dài đi, cảm ơn ạ. Nhờ vào sự sự dụng tâm này mà ngoài cái hết bệnh ra thì các lãnh đạo còn hướng dẫn của em học Zoom, rồi cho em đi đến đại hội, và đó cũng là một cái cơ hội rồi để em có thể mà làm thêm ngoài cái công việc truyền thống của em. Thì hiện tại bây giờ thì em cũng đang tìm tòi học hỏi rất là nhiều ở các anh chị, các lãnh đạo, từ đó là mình cũng có thể đi chia sẻ ra bạn bè bà con, rồi đến những học trò của mình nữa. Hiện tại những học trò lớn của mình là mình cũng có thể dìu dắt được mấy em đó để đi theo cô. Mình thấy nó cũng phước báo lắm, tại vì bản thân mình á, khi dùng dinh dưỡng mà mình thấy mình hết bệnh, mình rất là thích và mình muốn lan tỏa ra để mọi người cùng hết bệnh đó, với giống giống như mình. Mà mình khuyên mọi người nếu mà dùng thì phải dùng, phải tin tưởng, dùng đúng, dùng đủ đó thì nó mới có hiệu quả cao. Còn nếu mà mình dùng thử miếng hoặc là hộp hay hộp thì nó thật tốn tiền mà không không hiệu quả gì hết. Khi mà mình bắt đầu mình dùng là đúng là mình dùng full full sản phẩm luôn, có nghĩa là những cái sản phẩm nào mà có là phục vụ cho bệnh của mình thì mình dùng hết. Sản phẩm là dinh dưỡng, y như là bây giờ mình nghĩ một cái cây mà mình không tưới thì lâu ngày nó cũng sẽ chết, sẽ héo, cơ thể mình cũng y như vậy luôn. Bởi vì giờ mình hiện tại giờ mình cũng dùng rất là đều, vì thế cơ thể mình nó hồi phục rất là nhanh. Thì ngoài ngoài cái đem đến ngoài cái Nutrilite đem đến cho sức khỏe của mình, thì mình cũng nhân rộng ra cho mẹ mình uống nữa, thì mẹ mình cũng cũng cải thiện được. Thì đó là cũng một cái điều phước báo đối với bản thân và đối với mẹ. Mình cũng từng bảo dưỡng rồi, mà khi mà mình uống Nutrilite thì mình nên bảo dưỡng để cho cái viên Nutrilite vào cơ thể mình nó một cách hiệu quả hơn hơn so với những người mà không có bảo dưỡng cơ thể. Và sắp tới đây thì em cũng bảo dưỡng cho mẹ lần hai cùng với đồng đội vào ngày 16 tây. Thì lời cuối thì em cũng xin chúc cho mọi người cái buổi tối
đầy năng lượng ạ. À. Dạ em xin hết ạ. À. Em chào mọi người ạ. À.